Em xin chào quý vị. Hôm nay bên em lại tiếp tục về được một cái bộ dàn mini của Victor nhé. Đấy, một bộ dàn rất là hay. Đấy, dòng thuộc dòng size đại của size mini. Đấy, size cỡ lớn của mini. Thì mọi thông tin chi tiết về bộ dàn này quý vị có thể liên hệ bên em theo số điện thoại 0966 59481 nhé. Địa chỉ cửa hàng đại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thì là trước mặt quý vị đây là đang là bộ dàn mini của Victor, mã của dàn đây. Nó dàn đây nhá, nó là con Victor MXS5MD nhá. Đấy, nghe màn hình chờ rất đẹp, rất đẹp. Có hình cái mấy con cá heo đang gọi là nhảy sóng như rất là đẹp. Đây nhá. Đây. Loa đẹp luôn nhá, nó tuyệt vời luôn. Loa này là loa full bộ của nó luôn quý vị nhá. Cũng là mấy MXS5MD luôn này. Mấy MXS5MD luôn nhá. 50 watt chuẩn tháng 6 ôm nhá. Loa thuộc dòng size to của size mini nhá. Đấy. Đấy, căng đầy đủ nhá. Đấy, căng hai cái căng kia. Đây là chiếc loa còn lại bên tay phải nhá. Ok luôn này. Loa tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Tuyệt vời luôn. Đây cục đây. Cục công suất của nó đây. Rất tuyệt vời. Hàng mặt mũi còn rất là đẹp này. Tuyệt vời luôn nhé. Màn hình chờ là dạng hình con cá heo nó đang nhảy. Em nhìn rất là ok luôn. Công suất của dàn là đi 66W nhé, 66W. 66W thì nhé. Đằng sau tuyệt vời rồi. Có đầy đủ đường vào cho cả điện thoại lẫn là đường quang nhé. Đây đường quang ở dưới đây. Ở trên đây nó là đường out để chúng ta có thể xuất tín hiệu ra một cái âm ly nữa. Con này làm được đắt luôn nhé, rất tuyệt vời. 66W thì con này là rất là to trong cái dòng gọi là công suất của mini rồi. Các bạn thông thường thì nó cũng chỉ đến khoảng tầm 35, 40, 48 W thôi. 55 W nó kinh khủng lắm rồi, đúng không? Nhưng con này thì tận 66 W, rất tuyệt vời. Cái con này nó còn hay hơn cả cái con 155X hôm trước em được đưa lên nhé. Đấy, dòng này là nó đây này, nó có thêm cả cái phần equalizer quý vị nhìn này. Đấy, với rất nhiều các cái tùy chỉnh nhé. Đây, cần lắp này, rồi là hone này, rồi là stadium này, rồi là rock này. Đấy, pop này, classic này, cổ điển này. Đấy, con manual này là chế độ chúng ta tùy chỉnh bằng tay nhé. Này, ấn sao ở đây, ấn set ở đây. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, bát này, đây sẽ bát này, now là bát này, đến đây là giải mid này, là tiếng ca sĩ đây. Đấy, tăng giảm ở đây nhá, gẩy nó lên để tăng nhá và gẩy xuống để giảm nhé. Và đẩy cái nút này sang bên cạnh, đấy là để chuyển sang chế độ các cái đường hai mid rồi là now nhé. Hai đương nhiên là tép rồi. Như vậy là con này chỉnh được bát trung tép một cách rất là tốt nhé. Đấy. Đấy. Tuyệt vời nhá, sau khi xong thì ấn set phát nữa là để cho nó lưu chế độ nhé. Đấy. Rất tuyệt vời. Con này thì đĩa nó vẫn ra vào bình thường. Này, cửa đĩa vẫn ra vào bình thường. Đấy.
thì cửa đĩa vẫn ra vào bình thường nhé. Nhưng mà em có thử cho mà cái đĩa nhà em tự ghi vào thì nó lại không đọc. Cũng ở đây thì lại không có đĩa xịn nào để thử cho nó có đọc đĩa xịn không. Đấy, thì coi như là đĩa không đọc đi nhé. Là quý vị về ai cần bán cho quý vị nào ai dùng điện thoại phát nhạc là chính nhé, hoặc là chúng ta phát nhạc qua Smart TV nhé. Đấy. Tại sao mà nó phát được quả cả Smart TV là bởi vì đây nó có thêm một cái đường là AUX Install là cái nhìn này. Đây là dòng đời cao nhé, nên nó hiển thị luôn được cả mức cường tín hiệu này, mức cường tín hiệu luôn. Đấy, vừa có thể kết nối được vào cái điện thoại, vừa kết nối được cả Smart TV của cổng quang nhé. Đấy. Và đương nhiên là TV chúng ta mà kết nối được qua cổng quang thì tiếng hay hơn rất là nhiều so với cả kết nối qua cổng tai nghe của TV nhé. Đấy. Tuyệt vời luôn, quý vị thấy chưa? Em hay nghe tôi ngồi đánh đàn tiếng đàn. Đấy, ở đây nó có cái nút này để nếu không cần thì mà vừa tắt cái đèn đi. Bật đèn lên. Đấy, tùy chúng ta nhé. Rồi thời gian dần trôi. Còn mấy cái nút gì đấy đây thì quý vị tìm hiểu thêm cho em nhé. Thêm cho em. Mà chỉ nhìn à, hàng về đâu ok luôn. Đấy. Trong này là size to nên là nghe tiếng rất là hay nhá. Đấy, nghe trong phòng ngủ thì tuyệt vời luôn. Với quý nào thích âm bass có thể là ấn thêm này để cho nó tăng thêm extra bass này. Active bass nghĩa là tăng cường thêm bass này, off đi nó sẽ ít hơn. Đấy, hiểu không ạ? Tiếng bass nó sâu hơn xuống hẳn đúng không? Nhá. Đấy, bộ dàn này thì tuyệt vời rồi quý vị nhá. Kích thước của nó như sau này. Đấy, vì đây là dàn mini nha nên là sẽ phải đo kích thước dàn gì trong đây em phải đo kích thước đây cho quý vị xem nhá, để là tránh những cái sự hiểu lầm khi mà chúng ta đã nghĩ rằng ở đây là một cái bộ dàn to hoặc là cái gì đó. Đấy, kiểu như là trên TV mà nhiều quý vị xem trên TV nó sẽ lên màn hình nó rất to. Đấy, nhưng mà thực ra thì là nó không phải như quý vị nhìn thấy trên màn hình đâu nhá. Này, thì em sẽ đo cho quý vị xem kích thước này. Quý vị lưu ý kích thước nhá. Nhiều khi là không để kích thước xong đến là bảo sao nó bé thế. Giờ sao nó lại thế này thế kia, nó rất là khó. Đây nhá, con này của nó kích thước của nó là đi 58 cm nhá. Nếu đặt hết loa vào cạnh nhau 58 cm. Đấy. Chắc nó khoảng 58 cm. Đấy, 56.5 cm nếu đặt sát hết loa vào nhau nhá. Đây dàn sâu là đi là 32 cm. Đấy. Và loa của nó cao là 29 cm nhé, rất to cao. Rất to cao. Đấy. Đấy. 14 cm là cái đường kính bass của loa nhé. Loa bass trắng bằng cao su thì quá tuyệt vời rồi, nghe rất là hay. Rất là hay luôn nha. Đấy. Đấy, xin mời quý vị nghe thử một đoạn chất âm nhé. Bộ dàn này bình thường đấy, nhưng mà CD nó đọc nhá thì giá của nó là 1.990.000, rất là cao nhé. Tuy nhiên thì con này về thì khi nó không đọc thì bên em bán cho quý vị với cả chức năng là chạy công suất và đường quang nhá, thì con này có giá của nó là 1.500.000 đồng nhá, 1.500.000 đồng. Đấy. Có thể chạy được quang và có thể là cắm được điện thoại và nghe nhạc nhá. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Này còn có cả chỉnh equalizer nữa. Với cái tầm tiền như thế này mà quý vị kiếm một cái con loa máy tính thì nó thật là cũng đã tầm tiền như vậy rồi. Và đương nhiên là không có chỉnh equalizer, đương nhiên là không có đường quang để chúng ta kết nối với cả TV rồi, nhưng nó không thể bằng được cái bộ này được nhá. Đấy, nên quý vị ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ sớm bên em nhá. Điện thoại đây. Điện thoại bên em đây, 0966 5981. Đấy. Ok nhá, chúng ta sẽ cùng nghe thử chất âm của cái bộ này xem như nào.
Tự nhiên xin mời quý vị nghe thử lại chất âm nhé. Những bát rất chắc và tính chất rất là ngọt luôn. Nhà tôi bên bến sông có chiếc cầu nhỏ cồng cồng. Đây nha, những cái dòng có equalizer rất hiếm nha quý vị nha. Chị tôi trong dễ thương bạn giàu chợ cầu đồng à. Chị tôi chưa lấy chồng. Thời con gái đêm ông có bao người thầm mong theo. Mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Thương hai đứa em với mẹ già buồn đau nhà. Chị chưa muốn lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn ở ngay. Chị lại lo chia tay bên sông đây chị buồn mà thôi. Chị vẫn chưa lấy chồng. Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông câu nối bờ quê. Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn ôi à. Chị cũng muốn lấy chồng. Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa. Cầu đâu trái câu bao lá trời buồn rơi ôi. Chị tôi chưa lấy chồng. Vâng, một bộ dàn rất là hay quý vị nhá. Đấy, thì có bộ này có giá của nó là 1.500.000 đồng nhá. Và mọi thông tin chi tiết liên hệ bên em với số điện thoại là 0966 59581 nhá. Đấy. Đấy. Vâng, em xin chào quý vị nhá.